xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong video mới trên kênh Amy DIY. Và trong video lần này mình lại biến hóa một bạn búp bê Baloo. Bạn này thì cao 15cm ha các bạn. Với khuôn mặt rất là ngây thơ và dễ thương, búp bê này thì mình thấy có bán rất là nhiều trên các trang mạng xã hội đó các bạn. Búp bê này thì mình sẽ không có cắt bỏ tóc đi mà mình sẽ ép cho nó xẹp xuống và nằm gọn gàng. Có rất là nhiều bạn nói trong video Baloo biến hóa lần trước của mình là mái tóc còn đẹp tại sao lại cắt đi. Thực sự đó là mong muốn của các bạn chủ nhân nên là mình chỉ có là làm theo sao cho búp bê dễ thương và theo ý các bạn thích nhất. Và mái tóc này nó đã vào nếp rồi thì mình sẽ bắt đầu face up cho búp bê này nha. Face up là trang điểm đó các bạn. Chúng ta sẽ xóa đi lớp make up cũ, lớp trang điểm cũ và mình sẽ trang điểm mới cho búp bê. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì mình cũng trang điểm cực kỳ đơn giản sao cho búp bê dễ thương nhất thôi. Các bạn để ý thì sẽ thấy nó hơi giống giống cái phần make up cũ nhưng mà nhìn nó sẽ dễ thương và nhẹ nhàng hơn. Mấy hôm nay thì máy tính của mình hư nên là không có làm video được nhiều cho các bạn xem. Chỉ làm được những video ngắn ngắn như thế này thôi. Cho nên các bạn thông cảm nhé. Và nếu các bạn thích xem video trên kênh Amy DIY thì hãy nhớ nhấn đăng ký và nhớ nhấn cái chuông để chúng ta có thể gặp nhau khi video mới vừa lên nha. Vì lúc trước kênh của mình không đăng video thường xuyên á, bỏ khá là lâu nên là sẽ có một sự cố trục trặc kiểu như là giảm tương tác các bạn. Nên là bạn nào mà đăng ký rồi, là nhấn chuông rồi mà không nhận được thông báo thì hãy vui lòng hủy đăng ký và chúng ta đăng ký lại, nhấn chuông thông báo lại để khi có video mới là các bạn nhận được liền nha. Cho búp bê này mình đã tìm ra được những cái miếng vải rất là long lanh, rất là đẹp, có màu tím nhạt ha. Chúng ta sẽ cùng kết hợp để tạo thành một chiếc váy. Cách may thì cũng rất là đơn giản, các bạn cùng theo dõi nha. Nên là mình sẽ may một cái váy cũng là baby doll luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ có một cái lớp phòng ở phía dưới, một cái lớp ren phòng. Ở phía trên thì sẽ có một lớp đầm hoa rất là đẹp luôn. Và kèm theo đó mình sẽ trang trí thêm những cái sợi dây ngọc trai giúp cho cái váy này nó sang trọng hơn rất là nhiều. Ở đằng sau thì mình sẽ may hai cái dây để cột nơ và sau khi cột vào phía sau váy sẽ có một cái nơ xinh như thế này nè. Mình sử dụng một cây cài tóc có hai cái tai mèo. Cài tóc này thì mình đã hướng dẫn ở một video rất là lâu rồi. Mình cũng sẽ để link video ở phía dưới cho các bạn xem nha.
Vậy là video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Chúng ta đã có một cô công chúa nhỏ xinh. Nếu các bạn thích video nhớ nhấn like nha. Còn bây giờ chào tạm biệt, bye bye.